Tử vi tuổi Ất Hợi 1995, sau tháng cuối năm 2021. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, mệnh chủ tuổi Ất Hợi là những người có cá tính mạnh mẽ, quyết liệt. Một khi đã đặt ra mục tiêu cho mình, họ sẽ kiên trì đến cùng. Chừng nào chưa chinh phục được mục tiêu, họ sẽ không dừng lại. Họ thích hợp tham gia vào công việc tập thể. Tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình của tuổi Ất Hợi luôn được bạn bè, đồng nghiệp đánh giá cao. Họ biết cân bằng giữa công việc và gia đình. Dù rất bận rộn với công việc, nhưng họ vẫn dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc tổ ấm của mình. Năm 2020 là thời điểm mà nền kinh tế bị khủng hoảng do dịch bệnh hoành hành, khiến mọi thứ đều bị trì trệ. Nhờ đức tính kiên trì không ngại khó, ngại khổ của mình mà tuổi Ất Hợi sang năm 2021 dần nhận lại được thành quả. Bước sang năm 2021 là thời điểm mà tuổi Ất Hợi phát triển rực rỡ nhất. Công việc phát triển, mọi kế hoạch đầu tư và kinh doanh đều thuận lợi. Từ đó tài vận cũng tăng lên chóng mặt, tiền tiêu ba đời không hết. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị về tử vi của các bạn tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Ất Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021. Vận trình của tuổi Ất Hợi trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an và sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt phần tử vi được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của các bạn tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Theo tử vi nửa cuối năm 2021, vận trình của các bạn tuổi Ất Hợi sinh năm 1995 may mắn được ấn quan trợ mệnh nên công việc suôn sẻ hơn, sẽ được quý nhân chỉ dẫn và giúp đỡ tận tình. Theo đó, cơ hội sự nghiệp nhiều lên, việc học hành thi cử cũng đạt kết quả tốt hơn trước. Tài lộc của các bạn trong thời gian này cũng ổn định, chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng mức thu nhập này đủ để các bạn trang trải cuộc sống hàng ngày. Thời gian này, các bạn còn nhận được sự ủng hộ và động viên từ gia đình nên có thể thoải mái theo đuổi điều mà mình thích, không có gì phải lo lắng. Ngoài ra, để mọi việc được viên mãn, gặp nhiều điều may mắn và hóa giải các xung sát do thái tuế, thì thầy Gia Cát khuyên các bạn tuổi Ất Hợi nên mang theo bên mình các khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Vật phẩm sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh trong năm 2021. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của các bạn tuổi Ất Hợi trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Công việc nửa cuối năm 2021 của các bạn tuổi Ất Hợi khá lý tưởng, đặc biệt là những bạn đang có công việc ổn định. Các bạn hoàn thành rất tốt, trọng trách, cấp trên giao phó, nhận được sự đánh giá cao. Ngoài ra, quý nhân vận đứng lúc vượng còn giúp các bạn nhận được những sự tương trợ hết sức kịp thời. Tuy nhiên, thành hay bại, cái chính vẫn phải dựa vào sự phấn đấu của bản thân. Các bạn cần mạnh dạn, tự tin hơn, đồng thời giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, hoạt động với tập thể sẽ rất tốt cho đường thăng tiến. Với những bạn vẫn đang mông lung với con đường phía trước thì đừng quá lo lắng. Bạn vẫn còn trẻ, vẫn còn cơ hội đứng dậy và bước tiếp. Học cách thích nghi với những môi trường khác nhau và tích lũy kinh nghiệm qua những lần vấp ngã sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn. Còn với các bạn đang đi học hay có ý định học lên cao thì cần tập trung tinh thần, đừng để áp lực tài chính hoặc rắc rối tình cảm làm lu mờ ý chí mà bỏ cuộc giữa chừng.
Các bạn nên học cách nhìn xa trông rộng, hướng về tương lai tươi sáng. Các bạn sẽ thấy có rất nhiều điều đáng để phấn đấu đạt được. Ngoài ra, thầy Gia Cát khuyên trong thời điểm này, các bạn tuổi Ất Hợi nên mang theo bên mình pháp khí, tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi để tăng cường may mắn, chiêu cát lành và tài lộc. Đặc biệt khi sử dụng, vòng sẽ luôn được quý nhân che chở và tương trợ công việc, hành thông, quan hệ công việc cũng dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của các bạn tuổi Ất Hợi trong nửa cuối năm 2021 dự báo rằng công việc tiến triển tốt đẹp, hứa hẹn đường tài lộc tăng tiến mạnh mẽ. Việc tăng lương hoàn toàn có thể xảy ra trong năm nay. Nhưng bạn trẻ mới bắt đầu đầu tư kiếm thêm thu nhập cũng sẽ nhận được sự trợ giúp và chỉ dẫn của quý nhân để tìm ra con đường phù hợp. Thời gian này sẽ hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị trong đời. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý rằng thời điểm 6 tháng cuối năm sẽ có rất nhiều chi phí phát sinh bất ngờ. Dù nguồn thu nhập ổn định thì tiền đến rồi lại đi. Rất cần kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Có như vậy, các bạn mới không bị phá tài. Ngược lại, còn có thể tích lũy một khoản cho riêng mình. Ngoài ra, để nắm bắt thời cơ tốt, thời gian này các bạn tuổi Ất Hợi hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn, chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời, pháp khí sẽ giúp các bạn xua đuổi những vận xấu, ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Trong nửa cuối năm 2021, các bạn đang còn độc thân, đặc biệt nữ mệnh sẽ vượng đào hoa, có nhiều cơ hội làm quen với những người trong môi trường mới, tăng khả năng tìm được người ưng ý. Các bạn càng chủ động tạo cơ hội cho mình, các bạn càng tiến gần đến hạnh phúc. Bên cạnh đó, nam mệnh dù cũng có cơ hội phát triển tình cảm nhưng lại quá thụ động, nhút nhát, rất dễ để duyên đến rồi đi một cách đáng tiếc. Nếu thay đổi, cục diện sẽ khác. Còn với những bạn đã kết hôn vẫn trong giai đoạn vợ chồng son nên cuộc sống hôn nhân rất ngọt ngào, hạnh phúc, sớm tối bên nhau. Đa số các bạn tuổi Ất Hợi đều nhận được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía gia đình nên thoải mái theo đuổi mục tiêu của mình. Đặc biệt trong thời gian này, để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên các bạn tuổi Ất Hợi hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bạn đang còn độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 của các bạn tuổi Ất Hợi cho thấy sức khỏe không có điều gì đáng lo ngại. Chỉ cần sinh hoạt và ăn uống điều độ thì bệnh tật sẽ lùi xa. Tuy nhiên, thời điểm có nhiều hung tinh chiếu mạng, các bạn đi đứng thận trọng, tránh gặp phải họa huyết quang hoặc tai nạn xe cộ bất ngờ. Nhẹ thì thương thật tay chân, nặng phải động chạm đến dao kéo, hao tốn tiền của. Ngoài ra, để có thể có một năm bình an, các bạn hãy sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp các bạn xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ các bạn tuổi Ất Hợi trong thời gian sắp tới. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của các bạn tuổi Ất Hợi trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của các bạn qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Theo tử vi tháng 7 âm lịch cho thấy, các bạn tuổi Ất Hợi sẽ có một tháng bận rộn, tất bật, nhưng làm nhiều chưa chắc được hưởng nhiều. Tương hại xuất hiện có dấu hiệu cạnh tranh mạnh, mâu thuẫn, lục đục nội bộ. Thời điểm này, các bạn nên tập trung làm tốt công việc của mình. Các bạn tuyệt đối không tham gia vào các cuộc tranh đấu nội bộ, kẻo hại thân. May mắn tài lộc của các bạn tuổi Ất Hợi trong tháng có tài tinh chiếu mệnh nhưng mới chỉ khởi sắc ở mức độ vừa phải, chưa thực sự mạnh. Tuy nhiên, tình hình kinh doanh, buôn bán có phần chênh lệch, thiếu sự đột phá. Tháng cô hồn, các bạn nên thận trọng trong đầu tư, kinh doanh, kẻo bị thua lỗ. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch. Các bạn tuổi Ất Hợi nên chú ý đến vấn đề sức khỏe của bản thân trong tháng 8 âm lịch. Do vận khí giảm sút nên tháng này, nguy cơ bệnh tật của các bạn sẽ cao hơn.
Ban đầu các bạn có thể chỉ thấy cơ thể luôn mệt mỏi, thiếu năng lượng, nhưng lâu dài sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Các bạn trở nên chủ quan với những tín hiệu bất thường mà cơ thể lên tiếng. Sức khỏe giảm sút cũng kéo theo trạng thái tinh thần của các bạn khó có sự hăng hái cần thiết khi làm bất cứ việc gì. Đặc biệt là trong công việc, các bạn làm việc như một cỗ máy, mất đi sự hào hứng như trước đó. Cho nên, các bạn cũng không thể bỏ qua việc nuôi dưỡng tinh thần. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng 9 âm lịch, vận trình sức khỏe của các bạn vẫn chưa được tốt. Các bạn cần chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt khoa học. Rất có thể, sức khỏe suy giảm cũng sẽ kìm hãm sự nghiệp. Các bạn có nhiều tham vọng muốn thực hiện, nhưng cơ thể lại không cho phép. Do đó, các bạn thường xuyên cảm thấy bất lực trong tháng này, khiến tâm trạng ngày càng buồn chán. Tài vận của các bạn trong thời gian này cũng khó mà như ý khi thu nhập không có dấu hiệu tăng. Kiếm tiền khó khăn mà tiêu thì quá dễ dàng. Các khoản chi tiêu tháng này phát sinh nhiều, lại có dấu hiệu phá tài. Các bạn cần cẩn trọng. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Sang tháng 10 cũng chính là tháng của bản mệnh. Các bạn tuổi Ất Hợi đương đầu với Thái Tuế, vận trình tiềm ẩn nhiều hung hiểm. Sau đó, các bạn cần phải luôn nhắc nhở bản thân, làm gì cũng thận trọng, tính toán kỹ càng trước khi hành động. Trong tháng, công việc thì trì trệ, thiếu tính trơn tru, lại có điềm báo cạnh tranh, đấu đá và tiểu nhân hãm hại. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng các bạn vẫn có thể bị lôi vào cuộc vì sự cản nể. Cho nên các bạn còn phải thật thận trọng trong việc tin tưởng những người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Ngoài ra, đây cũng không phải là tháng thích hợp cho việc đầu tư, kinh doanh. Các bạn chớ vì cả tin mà bị lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Trong tháng 11 âm lịch, vận trình của các bạn có dấu hiệu khởi sắc về tài vận, nên dù công việc vẫn gặp khó khăn nhất định, nhưng các bạn cũng được an ủi phần nào. May mắn về tài chính đã giúp các bạn không còn nỗi lo về tiền bạc. Ngoài đến từ thu nhập chính thì còn dựa vào khoản tích lũy lâu dài và biết đầu tư đúng chỗ, việc làm ăn diễn ra suôn sẻ như ý. Bên cạnh đó, dù công việc có trở ngại nhưng các bạn cũng không nên nản chí. Vạn sự khởi đầu nan, hãy cứ tin rằng những nỗ lực hiện tại của mình rồi sẽ được đền đáp xứng đáng ở một thời điểm không còn xa. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Bước sang tháng 12 âm lịch, vận trình tài lộc của các bạn tuổi Ất Hợi vẫn duy trì ở mức vượng phát như các tháng trước. Số dư tài khoản ngày càng tăng lên. Đây cũng là tháng các bạn nhận được khoản tiền thưởng cuối năm nên không phải lo lắng về tiền bạc. Như vậy, chi tiêu sắm Tết khá rủng rỉnh, không phải suy tư nhiều. Ngoài ra, là tháng cận Tết nên khối lượng công việc dồn dập, nhiều kế hoạch cần quyết toán cuối năm, nhưng các bạn vẫn có thể xử lý đâu vào đấy. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bạn tuổi Ất Hợi trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất, sao hạn của các bạn tuổi Ất Hợi. Các bạn nam tuổi Ất Hợi may mắn được sao Mộc Đức chiếu mệnh trong 6 tháng cuối năm, bởi Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, ăn vui, tốt lành, nhất là về hôn sự, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Các bạn nam cần chú ý hạn huỳnh tuyền trong thời gian này. Đây là hạn xấu, tác động chủ yếu về phương diện sức khỏe. Khi gặp hạn huỳnh tuyền, các bạn sẽ dễ đau yếu, bệnh tật nghiêm trọng, mưu cầu danh lợi cũng đều khó thành, sẽ xảy ra thất bại. Bên cạnh đó, các bạn nữ tuổi Ất Hợi cũng được sao tốt thủy diệu chiếu mệnh. Đây là sao chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sao này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên, sao này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Thời gian này các bạn nữ còn phải chịu tác động của hạn toàn tận. Bởi hạn toàn tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật. Sao ngoài các bạn cần cẩn thận tai nạn xe cộ, nguy hiểm tới tính mạng, hay vì tiền mà bỏ cả mạng. Thứ hai, luận hung cát niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo lá số tử vi. Cung mệnh trong thời điểm này của các bạn tuổi Ất Hợi gồm có sao Thiên Mã báo hiệu dịch chuyển nhiều về cả suy nghĩ,
cũng như nơi ở, nơi làm việc. Và có sao điếu khách mang điểm báo gia đình có chuyện buồn khóc. Cùng tam hợp thì lại có nhiều sao xấu quy tụ như tăng môn, đại hao, tuế phá, thiên hư, gây hao tán tiền của, cản trở công việc, gây tai nạn bất ngờ, đồng thời gia đình có tăng chế. Cuối cùng là cung xung chiếu thì gồm có các cát tinh thiên phúc, long trì thúc đẩy nhân duyên tốt, nhưng có các cát hung tinh tuần, triệt, quan phù, thiên khóc, báo hiệu sự trắc trở, khó khăn, gia đình có người đau yếu. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của các bạn tuổi Ất Hợi sinh năm 1995. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.